Chỉ có những chỗ họ tiết hình trái tim ánh sờ cừ là không đúng kim cương thôi. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đến với tất cả quý khách những chiếc đồng hồ Rolex V32 dành cho nữ, đẹp, sang và rất đẳng cấp. Có các phiên bản màu đen, màu trắng, màu vàng, có rất nhiều phiên bản màu sắc khác nhau. Ví dụ đây là màu đen, đây là màu trắng, và các phiên bản khác như là màu xanh, màu hồng, màu đỏ, và phiên bản đặc biệt hơn, chất liệu đặc biệt hơn, đó chính là vàng nguyên khối đến full kim cương. Còn đây là những phiên bản thép đến kim cương. Ở dòng đồng hồ Rolex V32 này, khác với phiên bản dòng V32 mà trước đây Kỳ Lân đã review, đó chính là ở trong cái mặt đều của đồng hồ có họa tiết hình trái tim và lấp lánh màu sa cừ. Phiên bản màu trắng cũng vậy, đối với các màu khác cũng vậy, và đối với phiên bản gold cũng vậy luôn. Thì tùy vào sở thích, nhu cầu của chúng ta sẽ khác nhau. Vì vậy, mỗi người sẽ có những cảm nhận, những sở thích khác nhau. Và đặc biệt khi mình mua, mình sở hữu những sản phẩm đồ xa xỉ để phục vụ cho bản thân mình, để phục vụ cho nhu cầu của mình, và đặc biệt đó chính là phục vụ cảm xúc, sở thích của mình. Vì vậy mình sẽ chọn những sản phẩm mình ưng ý nhất, mình thích nhất, và hãy đến với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình dòng đồng hồ Rolex V32, những phiên bản thép đến kim cương, full kim cương hột tròn thiên nhiên từ bên ngoài, bên trong mặt dial, và những phiên bản gold đến kim cương hột tròn thiên nhiên ở full mặt bề mặt ngoài và bên trong mặt dial. Phiên bản đen cũng vậy, phiên bản xanh, đỏ, hồng, vân vân. Đối với dòng đồng hồ chính hãng Rolex, đặc biệt cho nữ và cả nam luôn, thường thiết kế cái mặt đồng hồ, cái nguyên cái phần chính của đồng hồ sẽ ôm vào cổ tay, ôm trọn một cổ tay, nên khi mà quý cô hoặc là quý ông đeo những chiếc đồng hồ Rolex chính hãng thì sẽ rất đẹp, hợp lòng vào cổ tay như thế này. Dòng dành cho nam cũng vậy, cũng thiết kế phần thân chính của chiếc đồng hồ ôm trọn vào cổ tay, rất là sang và rất là đẹp.